Dạ quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tổ chức với sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, Nha Khoa Anna và Ecota 9 máy lọc nước EM Kim xin được phép bắt đầu. Ngôi sao miệt vườn, người lắm người ơi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi, vui lắm bạn ơi. Dạ Khương Dừa cùng với Dung Văn Dung Vẻ xin kính chào quý bà con cô bác ạ. Dạ kính chúc cho quý bà con cô bác một đêm thưởng thức âm nhạc thật vui và thật hạnh phúc ạ. Dạ quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tổ chức với sự tài trợ của Nha Khoa Anna, Kim Khiết Diamond và Ecota 9 chuyên gia máy lọc nước. Dạ Khương Dừa xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn quý bà con cô bác đã dành thời gian đến để xem chương trình ạ. Cảm ơn rất nhiều, chúc quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe ạ. Và đêm nhạc tối hôm nay thì sẽ có sự tham dự của danh ca Chí Tâm, nghệ sĩ Trung Tử Long, nghệ sĩ Hồng Hạnh, chuông vàng giọng cổ Như Ý, bạn Thiên Ngân, bạn Tuyết Nhung và các thí sinh đã tham gia Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ quý bà con cô bác thân mến, hôm nay thì Khương Dừa cũng như là Dung Văn Dung Vẻ cũng sẽ tiếp tục hồi hộp. Tại vì hôm nay chương trình mình được live stream ở trên trực tiếp trên Khương Dừa nè, rồi được ghi hình phát lại trên kênh Khương Dừa. Và một điều rất là đặc biệt và Khương Dừa rất là hạnh phúc và rất là hồi hộp, đó là những đêm nhạc của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ được đài phát thanh truyền hình Bến Tre ghi hình và phát lại. Hy vọng quý ông bà cô chú anh chị sẽ về xem đài truyền hình Bến Tre và để thấy những hình ảnh của mình trên đó. Khương Dừa cảm ơn đài truyền hình Bến Tre rất là nhiều. Dạ và một chương trình ghi hình lại như vậy thì thật sự rất là ý nghĩa cũng như là trân quý đài. Và bà con cô bác mình nhớ vào kênh đài truyền hình Bến Tre để mình subscribe cũng như là ủng hộ thêm kênh của đài truyền hình Bến Tre ạ. Dạ xưa giờ quý bà con cô bác nói xem Khương Dừa ở trên đài truyền hình hoặc là xem Ngôi Sao Miệt Vườn trên đài truyền hình, nhưng mà thực chất nó không phải vậy. Khương Dừa thì quay rồi Khương Dừa đăng ở trên kênh của Khương Dừa, rồi quý bà con cô bác xem ở trên nền tảng là xem ở trên đài, xem ở trên truyền hình chứ không phải kênh truyền hình. Hôm nay là chính thức đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn mới được ghi hình và phát lại trên đài truyền hình Bến Tre. Và Khương Dừa cũng sẽ hy vọng là chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 Khương Dừa cũng sẽ kết hợp với đài phát thanh truyền hình Bến Tre ghi hình và phát lại để cho quý bà con cô bác ở Bến Tre cũng như là bà con cô bác ở những tỉnh thành khác có thể xem chương trình. Dạ. Và nhân đây thì anh có thể thông báo thêm lịch casting của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 luôn không anh? Xíu mình thông báo. Quý bà con cô bác ơi, mình hôm nay là máy quay đang ghi hình mình ha, bà con cô bác nhớ vui tươi và cổ vũ vỗ tay cho nó khí thế lên để thấy là một cái không khí yêu âm nhạc tại cái Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn này nha quý bà con bác. Dạ ngay bây giờ bà con bác cho một tràng pháo tay đi ạ. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Và không để quý bà con bác chờ lâu. Ngay bây giờ Khương Dừa và Dung Văn Dung Vẻ xin giới thiệu đến quý bà con cô bác một giọng ca rất là ngọt ngào vừa đạt chuông vàng giọng cổ 2023. Đó là chuông vàng giọng cổ Như Ý. Xin mời bạn. Dạ bà con bác cho bạn Như Ý một tràng pháo tay ạ. Dạ, lời nói đầu tiên thì con xin gửi đến quý cô chú, anh chị đã có mặt ở Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, lời chào thân ái nhất ạ. Dạ, thì để mở đầu cho chương trình thì con xin gửi đến quý cô chú, anh chị bài hát Tân Cổ, Chiều Lên Bản Thượng, nhạc của Lê Vinh, lời giọng cổ của soạn giả Lâm Hữu Tặng. Xin mời quý cô chú, anh chị cùng thưởng thức. Bao la.
Dạ, vậy cho con xin hát thêm bài nữa nha cả nhà. Dạ, bài hát tiếp theo con xin gửi đến quý cô chú anh chị, là một trích đoạn rất là quen thuộc, đó là trích đoạn Lôi Vũ. Xin mời quý cô chú anh chị cùng thưởng thức. Minh chứng cho con đã tan bao tấc lòng, thề phải quên người yêu nhau. Ôi bao nhung nhớ mai không xa rời bóng hình ai, lòng cô quên sao càng thương. Thôi rồi tình yêu ơi, mãi cách xa kim trời tung. Thôi thôi
Dạ quý cô chú ơi, quý cô chú có muốn nghe thêm nữa không ạ? Dạ, vậy con xin gửi đến quý cô chú anh chị một trích đoạn cũng quen thuộc nữa. Đây là trích đoạn Cô Gái Bán Gươm, một sáng tác của Thể Hà Vân. Xin mời quý cô chú anh chị cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe.
Chưa đâu, chưa về đâu. Chào chào cưng, trời ơi hát hay quá, người con gái Hậu Giang. Hay quá hay hả chị? Ta chuông vàng mà hát không hay sao được. Bên đây cũng là chuông nè. Dạ chuông điện thoại. Không, này chuông nhà thờ, chuông chùa gì đó. À, cảm ơn Như Ý rất là nhiều đã dành thời gian lặn lội từ ở dưới Hậu Giang, Cần Thơ mà lên đây để hát phục vụ cho quý bà con cô bác. Dạ quý bà con cô bác thân mến, Như Ý là một giọng hát trẻ. Dạ và bằng cái khả năng tài năng của mình, bạn đã chinh phục được giám khảo và đạt huy chuông chuông vàng giọng cổ 2023. Dạ hiện tại thì em đang sống ở dưới Cần Thơ luôn. Dạ. Dạ và mình hoạt động nghệ thuật ở dưới luôn. Dạ. Dạ, dạ. Hy vọng là sắp tới là Như Ý cũng sẽ dành nhiều thời gian đến với hội quán ngôi sao miệt vườn để hát phục vụ bà con cô bác. Dạ. Em thấy bà con bác đấy làm sao? Dạ em thấy bà con cô bác em rất là dễ thương ạ. À. Dễ thương ạ. À. Em hỏi đi, trong đây thế nào cũng có nhiều quý bà con bác ở dưới Cần Thơ, ở dưới Cần Thơ lên luôn á, đi coi luôn á. Dạ. Nó kìa đó, đấy đó, thấy không? Quá Cần Thơ, trời, Đồng Hương, Đồng Hương. Đó, ở dưới Cần Thơ mà cũng yêu mến hội quán ngôi sao miệt vườn và lên đây để xem chương trình và hôm nay gặp Đồng Hương luôn. Dạ. Rồi cảm ơn Nhí nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi chúc em về thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ, dạ cho Như Ý một tràng pháo tay bà con bác ơi. Bữa nay thấy nó vui trong người, tại vì thấy trời nó cũng trong. Dạ thấy bà con bác ai cũng vui vẻ. Và dạ, bà con bác nhớ nha, mình sau mỗi tiết mục mình tại bà con bác khán giả của ngôi sao miệt vườn xem thì ngồi để thưởng thức văn nghệ ha. Cho nên là ít khi mà vỗ tay hoặc là reo hò lắm. Nhưng mà hôm nay có đài truyền hình ghi hình, mình cũng giả bộ mình vỗ tay, mình la hét rồi hú hé rồi cho nó có không khí cho nó sung vậy. Đó, 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 đó. Mọi bữa là do rung hồi hộp là do bà con bác không vỗ tay. Không biết dẫn vậy là có được hay không, có duyên hay không, nói chuyện nó có hợp lý không nữa. Dạ, chào cô. Dạ, bình thường thì bà con cô bác mình ngồi xem thưởng thức thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà kết thúc một tiết mục á, bà con cô bác mình đồng thanh, đồng loạt mình vỗ tay giống như vừa rồi được không ạ? À? Bây giờ anh thử đếm 1, 2, 3 bà con cô bác đếm vỗ tay lại thử anh. Dạ, bà con cô bác chuẩn bị vỗ tay nha. Dạ, 1, 2, 3. Dạ cứ một sau một bài hát của ca nghệ sĩ, quý bà con bác vỗ tay vậy rất là dễ thương. Dạ một bà cô bà đi ra phía sau, bà gửi lì xì cho ban nhạc. Hôm nay ban nhạc cũng rất là dễ thương, đó là bạn Minh Trung, bạn Trơn và bạn Đức. Đức. Dạ. Dạ hôm nay là do ca cổ nhiều cho nên là tới hai bạn đàn cổ và chỉ một bạn Trung đàn nhạc thôi. Dạ, dạ rồi bà con cô bác ơi. À, bây giờ mình vừa thưởng thức ba bài giọng cổ rất là ngọt, rất là hay ha. Dạ. Ừ. Và thực sự là khán giả ở hội quán ngôi sao miệt vườn á, đặc biệt em thấy rất là yêu thích ca cổ cũng như là dân ca. Nhưng mà bữa dạ. nay em thấy có trong chương trình mình á, có một cái tiết mục một hồi chiều á, là đã vượt qua đó, em thấy rất là hấp dẫn luôn. Cũng là trữ tình mà. Dạ. Dạ. Nhưng... Rồi em giới thiệu luôn đi. Dạ thôi anh giới thiệu đi anh. Sợ lộn tên à. Dạ quý bà con bác thân mến, và bây giờ Khương Dừa mời quý bà con bác đến với giọng hát của một thí sinh ngôi sao miệt vườn mùa 1. Dạ, dung vô hỗ trợ cho anh ra ha. Đó là giọng hát của anh Trương Hăng Long. Dạ thường ngày thì anh đi bán vé số rồi bán tăm bông. Anh dùng giọng hát của mọi người để anh giới thiệu cái sản phẩm của anh đến quý bà con cô bác. Hồi năm rồi thì anh tham gia ngôi sao miệt vườn, anh cũng được giải nhì, cũng được bà con cô bác thương. Dạ và hôm nay thì anh sẽ trở lại với sân khấu của ngôi sao miệt vườn, nhưng mà là ở hội quán. Anh Long ơi, bây giờ ở dưới có khoảng 5.000 khán giả. Đó nè, nè bà con bác vỗ tay cho anh Long nghe ạ. Đó thấy không? Lời nói đầu tiên em cũng xin gửi đến kênh của anh Khương Dừa cũng như bà con cô bác có mặt trong buổi tối đêm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ. Dạ hôm nay chương trình của mình được ghi hình ở trên đài truyền hình Bến Tre luôn, phát trên đài luôn. Ghê không? Trời ơi, quá ghê, quá ghê. Dạ bữa giờ ghi hình chương trình là phát trên kênh em không. Bữa nay á, nghe nói có anh Trương Hăng Long tham gia cái đài phát thanh truyền hình Bến Tre, nói cho tôi lên tôi ghi hình ông đó đi, ông đó hát hay quá, về phát cho bà con Bến Tre nghe. Áp lực không? Em cũng cảm ơn đài truyền hình cũng như khán giả vừa qua đã thương mến Long cũng như ủng hộ. Em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi thôi bây giờ cảm ơn Dung nha. Em với Dung sẽ nhường sân khấu cho anh ha. Và anh dạ. gửi cái chất giọng ngọt ngào của anh đến quý bà con quát ha. Dạ vâng ạ. Dạ bà con quát cho anh Long một tràng pháo tay ạ. Xin vừa cảm ơn nhiều.
với một ca khúc sẽ gửi tới quý vị, một ca khúc, một sáng tác của Ngọc Sơn, nhạc phẩm Sến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại sao thương ca nhạc sẽ trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm. Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ âu ơ, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi huyết nữa bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xem không tô điểm lúa là hôm khoe sắc ngâm nghe những đập đà Việt Nam. Xin đây xin nghĩa xin tình, như bóng với hình yêu là ấm mình ơi. Vâng, một lần nữa để lòng xin cảm ơn quý bà con cũng như quý vị rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn. Cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tim trong lời ca tiếng nhạc, đây điều họ phụ thế kia câu hát tình quê. Đây anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi huyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà Việt Nam. Xin đây xin nghĩa xin tình, như bóng với hình yêu lầm mình ơi. Xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà Việt Nam. Xin đây xin nghĩa xin rất nhiều. Cảm ơn những cành hoa thân thương của quý bà con rất nhiều. Và liên tục chương trình mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của Minh Vy, nhạc phẩm Ngẫu Hứng, Bolero. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
tình lỡ chờ em trong xót xa. Thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng, đêm đông thành phố mưa bay. Huyện nơi em đã đi rồi, trộm nhìn nhau tình đời ngang trái. Mất đắc tình yêu trong biển sâu, sao pháo nhà ai em về với người. Sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn tan nhớ nhau hoài. Buồn ăn năn ai có vì ai. Bên xin cô rất nhiều. Đêm lang thang một mình mang theo cõi nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, dọn nơi sâu tránh ai vô tình. Chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không tên, dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Qua cơn mê yêu người là như thế đó, thu sầu tôi vẫn cô đơn, giận hờn nào phố đêm mơ buồn. Tình bơ vơ xa tư nghẹn ngào không em, tôi vẫn chờ người duyên kiếp mình cay đắng mồ hôi. Hàng sau trời mưa mưa nỡ đêm, hai chuyến tàu đêm tiễn đưa người tình. Đêm hoang vầng trăng suy tư, bữa đêm kinh nhỏ mong chờ, trả lại em chấm nhớ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn tình cảm của bà con cũng như quý vị có mặt trong buổi tối đêm nay đã tặng những cành hoa thân thương cho Hà Long. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Một mình mang theo quá nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, dọn lên sầu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Không em, tôi vẫn chờ người tôi yêu, duyên kiếp mình cay đắng mơ ơi. Hàng sau trời mưa mưa nỡ đêm, hai chuyến tàu đêm tiễn đưa người tình. Đêm hoang vầng trăng suy tư, bữa đêm tính nhỏ mong chờ, trả lại em chấm nhớ ngàn thừa. Đêm hoang vầng trăng suy tư, bữa đêm tính nhỏ mong chờ, trả lại em chấm nhớ ngàn thừa. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và để liên tục chương trình, một sáng tác của Võ Thị Thanh xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Tiếng Rau, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
có tiếng sao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều làm sao, có tiếng sao ngơ ngác xanh sao của sâu hàng phố cao cao. Có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo, có phải mẹ anh bôn ba từ miền Trung xa xôi. Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ vắng chơi, chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi vơi. Có tiếng sao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi, mang quê hương trên đôi vai gầy, những trái ổi xẻ, những trái mẹ đầu vòng lúa. Sau khi thi ngôi sao miệt vườn về thì công việc của anh Long hiện nay sao ạ? Anh cũng đi buôn bán nên anh bán thêm hàng rong nữa đó. Dạ,
Trước khi thi thì bán vé số đủ sống, còn sau khi thi là phải bán thêm hàng rong nó mới đủ sống anh. Không có tình hình vé số bây giờ nó cũng khó khăn lắm, đâm ra nó không cho trả, đâm ra phải bán kèm thêm mới được. Dạ, nói chung là bây giờ kinh tế cũng khó khăn, cho nên là bà con bác mua vé số ủng hộ nên cũng phải cân nhắc ha. Và cũng mua, thí dụ đó mua 10 tờ, giờ thì mua chừng 2 tờ. Dạ, nhưng mà hôm nay rất là vui khi bà con bác ở hội quán ở sau miệt vườn rất là thương anh và ủng hộ cho anh những cành hoa, trong đó những có những lì xì. Dạ, cái phần lì xì này em nghĩ anh bán chắc cũng cả tuần lễ mới kiếm được cái số tiền này. Cũng cảm ơn quý bà con bác rất nhiều đã dành tình cảm cho anh Trương Hán Long ạ. Một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con cũng như quý vị khán giả cũng như kênh của anh Khương Dừa đã yêu mến Long và ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà bữa nay em thấy anh hát tốt hơn nè. Mà bữa nay sao bữa giờ có đi giao lưu với anh Đàm Vĩnh Hưng, sao mà cái giọng cũng giống giống anh Đàm Vĩnh Hưng vậy? Không, hồi xưa cũng đi hát đám tiệc thì nói thật với Khương Dừa là có những khách người ta thích Long hát nhạc của Đàm Vĩnh Hưng nhiều hơn. Dạ. Nhà hát cái giọng thì em nghĩ chắc cũng được 6-10 vậy nha. Về anh luyện luyện thêm ha. Không, mốt cũng... để nhiều khi anh gặp anh Đàm Vĩnh Hưng anh đi hát rồi anh rủ hát song ca đâu. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn. Dạ, chúc anh sức khỏe. Quý bà con cô bác cho anh một tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. Dạ rồi, dạ. Mời Dung dẫn anh Long vô trong. Dạ, cảm ơn bà con bác rất là nhiều. Và ngay sau đây Khương Dừa sẽ kính mời quý bà con cô bác mình đến với tiếp một vòng cổ cũng với một người nghệ sĩ tên Long luôn, đó là anh Trung Tử Long và chị Hồng Hạnh. Dạ, và con bác cho một tràng vỗ tay ạ. Cảm ơn bọn bác rất nhiều. Dạ, nhường sân khấu cho anh trai. Cảm ơn em. Dạ. Và vỗ tay lớn lớn lên các ơi. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Lời nói đầu tiên, Trung Tử Long, Hồng Hạnh. Hồng Hạnh là người con gái Khmer. Dạ, dạ. Và bây giờ thì Trung Tử Long không biết nói gì hơn, xin chúc cho kênh của Khương Dừa là càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Và đặc biệt hôm nay là có Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre xuống đây để ghi hình, để phát lại. Thì những cái cô bác mà không trực tiếp ở đây xem đây thì cứ mở kênh của Khương Dừa và tiếng hát Đài Tiếng Hát Phát thanh Truyền hình Bến Tre thì xem ha. Thì bây giờ bài hát đầu tiên, Trung Tử Long và cô gái Khmer sao hát qua bài hát rất là quen thuộc của Trung Tử Long. Bài hát được mang tên Công Tử Bạc Liêu. Vỗ tay lớn lớn là các con ạ. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Ta mới đi Thái về nói thơ meo rồi. Anh ơi, anh ơi, kể cho bà con mình nghe Công Tử Bạc Liêu giàu sang, giàu sang. Kể cho bà con mình nghe nha. Giàu lắm, giàu lắm. Từ từ. Giàu lắm nào. Lời ca còn nghĩ mãi bên lòng ai
trời, vỗ tay đi. Xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Cảm ơn cô bác và chị rất là nhiều. Dạ, bài hát Công Tử Bạc Liêu mà Trung Tử Long mới vừa phát hành. Mới vừa phát hành tức thời đi thôi. Mới tên luôn. Mới tên cách đây khoảng chừng 28 năm. Trời đất ơi, mới quá trời. Dạ, bài hát mới tên nè. Dạ. Nhưng mà ca thì... Dạ, cảm ơn chị. Cầm giùm anh đang anh múa bên kia. Chụp hình, chụp hình Trung Tử Long á, nghe bên kia. Chụp nhỏ nhỏ lại cẩn cẩn chút xíu. Dạ. Dạ. Hát mà cứ tặng... hát mà tặng tặng bông như chụp hình là khoái à. Vậy đó nữa ha. Bây giờ lên đây đi. Chị Tám. Khỏe chị Tám. Cho gửi lời thăm dưỡng 7 nha. Sao lãng nhấp vậy? Không dính đâu trơn vậy. Ừ. Cảm ơn con. Và cảm ơn. Cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Dạ. Má. Rồi. Gì? Con cảm ơn những tình cảm thương mến của cô bác dì, anh chị đã thương mến hai đứa con mấy chục năm qua. Dạ, dạ. Cảm ơn dì rất là nhiều. Bữa nay dì đi có dưỡng không? Trời ơi, sao dì không? Sao dẫn dưỡng đi coi con hát? Dạ. Dưỡng Phước Núi rồi trời ơi. Dạ. Tôi thấy thương quá dưỡng Phước Núi rồi. Con cảm ơn dì. Dạ. Dạ, con xin cảm ơn dì rất là nhiều. Và kính thưa cô bác và chị, và bây giờ để trở lại sở trường của Trung Tử Long. Vì Trung Tử Long là người Sóc Trăng, là người Khmer. Có Khmer không? Nhà gần gốc Me. Trời ơi. Dạ, nhà kế bên gốc Me thôi. Nhưng Trung Tử Long là người Việt. Nhà kế bên gốc Me mới kế gọi là bên thôi à? Trung Tử Long là người Việt. Nhà gốc Me. Mình phải Ôn tiếng Việt mẹ rồi đi. Tôi không thấy mệt rồi. Dạ tôi nói tiếng nước ngoài khó nghe quá. Nói sao mà không dịch gì cho nghe hiểu trời. Dạ nói được nhưng mà dịch sao không ai nghe. Trời ơi. Thôi nói tiếng Việt chắc ăn hơn. Đi, bây giờ sao nè, chia tay được chưa? Được chưa? Chưa thì ca nữa. Dạ. Vỗ tay lớn rồi ca nữa. Dạ, cảm ơn. Vỗ tay xong rồi bắt đầu tặng bông. Ơi, đất ơi, gài quá. Đó bây giờ thì Trung Tử Long sẽ hát từ đây mà chạy dài xuống tới dưới luôn. Trung Tử Long sẽ hát cái một cái bài lớp chích đoạn mà cái gì mà cái người mà cái cầm cái nón lá là cái chế độ gì đó. Cầm nón lá là tuần gì mà bà con? Trời đúng ơi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ngu nhìn là thấy cái mặt thấy ngu rồi. Thấy mặt ngu quá. Thấy không? Đây. Mặt ngu tôi với Khương Dừa mặt ngu lượt luôn. Trời ơi, Khương Dừa theo luôn. Trời ơi, thấy chưa? Nhớ cái đại nón này vô nha. Em. Nhiều đêm bà xã con đâu không?
Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và lần đầu tiên thì chúng tôi là Hồng Hạnh đến đây để hát cho chương trình chương trình của Khương Dừa. Đây là một cái kinh cũng rất là đặc biệt, vì cảm ơn một cái tổng giám đốc rất là giỏi, rất là tài ba, rất là trẻ ơn. Đã sáng suốt, đã lập ra một cái chương trình tài tử việc gì như thế này. Thì mong rằng cái chương trình và cái công ty của mình phát triển mạnh hơn nữa để cho anh em nghệ sĩ sẽ có một cái thứ bảy đến đây để giao lưu cùng các bạn, các cô, các chú. Thì của đó là rất một điều rất là khâm phục. Cảm ơn em. Anh thay mặt anh em nghệ sĩ cảm ơn tổng giám đốc công ty Khương Dừa rất là nhiều. Cho tay đăng lớn lên đi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là vẫn cần sự yêu thương quý mến của quý bà con cô bác. Cảm ơn anh và chị rất là nhiều đã dành thời gian đến đây để hát, để phục vụ quý bà con bác, và hát rất là nhiệt tình. Những tiết mục mà không chê, một lần nữa bà con có yêu cầu thì hai đứa em tái diễn lại. Chắc có được không bà con cô bác? Cảm ơn cảm ơn anh Long rất nhiều. Và chúc tất cả cô chú và chị lại cảm làm ăn phát tài vạn sự như ý. Xin hẹn lần sau. Xin chào. Xin chào. Anh nói đi em dịch cho. Anh nói em dịch cho. Un chào anh Bonte. Tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Hay quá. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, cái bàn tay bả mày bả quào ổng chắc chịu nổi trời. Đúng không chị? Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Hôm nay là một cái không khí thưởng thức văn nghệ rất là sôi động, rất là dễ thương của quý bà con cô bác ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Cũng có nhiều quý bà con cô bác ở bên ngoài cũng đang xem. Giống như ngày xưa mà xem đến hát vậy đó. Nhưng mà bà con bác ở ngoài mình cũng lưu ý nha, tại vì ở trong đây cũng hết chỗ rồi, cho nên quý bà con bác mình không có vô trong được. Quý bà con bác mình ở ngoài á, mình lưu ý là mình cẩn thận bóp tiền với điện thoại. Coi chừng có kẻ xấu người ta tới, người ta móc bóp mình ha. Đã có những cái trường hợp đó xảy ra rồi, Khương Dừa cũng nhắc hoài. Cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Và bây giờ để thay đổi không khí, Khương Dừa sẽ mời quý bà con bác đến với một giọng hát trữ tình ngọt ngào, một cô bé rất là dễ thương, xinh đẹp. Đó là ca sĩ Thiên Ngân. Bà con bác cho một tràng pháo tay ạ. Em cảm ơn anh Khương Dừa rất là nhiều. Và lời nói đầu tiên, Thiên Ngân xin gửi lời chào tới quý vị, một lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Thì đây cũng là lần đầu tiên Thiên Ngân được đến đây để phục vụ cho quý vị khán giả. Thì cũng mong là quý vị khán giả yêu thương Thiên Ngân nhiều hơn và vỗ tay cho Thiên Ngân nhiều thiệt nhiều, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị. Và ca khúc đầu tiên Thiên Ngân xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Dino Phạm Hoàng Dũng. Ca khúc được mang tên Con Đê Chung Tình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhiều. Cảm ơn Thiên Ngân rất là nhiều nha. Đây nè, cầm tiền rớt nè, 500.000 rớt nè. Bữa lụm 20.000, xong khán giả coi livestream nói lụm 500.000. Xa quá bà con bác không thấy. Cảm ơn Thiên Ngân rất là nhiều nha. Cái phần trình diễn sâu lắng cũng có, sôi động cũng có, và rất được bà con bác yêu mến. Hy vọng là lần sau em sẽ trở lại sân khấu của hội quán Sao Miệt Vườn để hát phục vụ bà con cô bác ha. Em cảm ơn anh Khương Dừa. Chúc em sức khỏe. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Thiên Ngân. Quý bà con cô bác thân mến, trong tuần sau ngày 23 tháng 3 2024 thì sẽ có sự tham gia của các thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn, cũng như là của các anh chị em nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân và ca sĩ Quách Tuấn Du. Khương Dừa kính mời quý bà con bác mình sẽ dành thời gian đến xem các thí sinh cũng như là các anh chị em nghệ sĩ biểu diễn ha. Cảm ơn bà con bác rất nhiều. Bây giờ thì Khương Dừa sẽ
thực hiện cái phần bốc thăm trúng thưởng giải thưởng của bạn Thùy Kim Khiết dành cho quý bà con cô bác trong cái đêm nhạc hôm nay. Dạ, phần thưởng đó là 5 phần thưởng, một phần thưởng là một tháng xem ca nhạc miễn phí tại hội quán ngôi sao Miệt Vườn. Dạ, thì Khương Dừa xin phép bốc thăm số nha bà con cô bác. Bữa nay là bạn Hải Châu mà kêu lô tô á, bạn bận đi diễn rồi cho nên bạn không có kêu lô tô. Dạ em cũng kêu lô tô được ạ. Dạ em kêu lô tô được hả? Dạ được. Vậy em đi chỗ khác em kêu đi, đừng kêu chỗ đây. Sư phụ tài. Dạ rồi. Dạ Khương Dừa xin được đọc cái số phiếu đầu tiên. Dạ chúc mừng quý bà con cô bác có số phiếu 494. À, chị trúng là chị. Dạ số phiếu 494 bà con bác nào rồi ạ? Dạ rồi, mời chị gái 494. Khỏi nhạc hồi hộp Trung ơi. Nhạc hồi hộp về cái bị bản quyền á cưng ơi. Em nghĩ là cho disco hay gì đó cho sôi động. Nhạc nào cưng đánh được á. Cho sôi động ạ. Dạ. Mời chị ạ. Dạ chị gái. Chắc là lần đầu tiên đi xem đêm nhạc nữa quá. Đâu xong sao mà ai cũng may mắn chứ lần đầu tiên đi xem đêm nhạc là trúng giải thưởng rồi. Mấy giá mấy số? Rồi. Đây 494, còn 482 là chưa trúng, đợi xíu nữa để bóc luôn 482 nha. Rồi đây, đây là cái phần quà của Thùy Kim Khiết dành cho bạn nha. Đây là một tháng xem ca nhạc miễn phí. Dạ mình ở phía sau á mình sẽ có cái mấy cái dấu tích đây. Một tháng thí dụ nó có 4 đêm thì mình sẽ đánh vào 4 đêm, còn thí dụ một tháng nó có 5 đêm thì nó đánh vào 5 đêm ha. Đây là rồi, lần thứ mấy chị mình... đến với hội quán rồi? Dạ lần 2. Rồi về ở không thì mình tự đánh trước cũng được. Rồi là bữa sau tới người ta không cho đánh nữa nha. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Ủa rồi dặn rồi vậy rồi chỉ về chỉ đánh thiệt rồi sao? Dạ. Rồi phiếu thứ 2. Dạ Khương Dừa xin chúc mừng quý khán giả có số 166. 166. Dạ, chị vỗ tay quá trời mà chị không trúng gì hết trơn. Anh trai trúng rồi. Anh trai đi tiến đang tiến về sân khấu. Những bước đi giống như cách quớt vậy á. Dạ. Trời ơi mang đôi dép màu xanh. Rồi giới thiệu giùm mình cái em trai. Dạ em tên Phát ạ. Phát gì? Phát. Nguyễn Văn Phát. Quê đâu? Quê An Giang ạ. Đang làm công việc gì? Em làm công ty ạ. Làm ông chủ hả? Làm công nhân? Làm công nhân. Công nhân. Để làm công ty sao làm được chủ? Thì công ty nhiều khi làm công chủ làm sao? Làm công nhân hả? Dạ. Ừ. Rồi đây là phần thưởng của em nha. Rồi chúc mừng Phát nha. Phát kiểm tra số cái đây. 166 rồi. Chúc mừng em nha. Rồi. Rồi cảm ơn Phát rất nhiều. Dạ rồi